Vấn đáp pháp môn Quán Âm. Vấn: Tại sao lúc sư phụ truyền pháp chung quanh đều có mơ phùng? Sư phụ: Đó không phải là mơ phùng mà là nước cam lồ. Thật ra đó không phải là nước mà là hào quang. Tuy là ánh sáng nhưng nhìn qua nó cũng giống như mưa vậy. Nhưng nhìn rõ hơn thì sẽ biết rằng đó không phải là mưa. Nếu không thì cần phải có dù che rồi. Có thể vì nguyên cớ này nên lúc Phật Thích Ca giảng kinh đều có che mái hiên. Quý vị có chuẩn bị che mái hiên chưa? Vấn: Lúc sư phụ ngủ có nằm mộng không? Nếu như không thì cảnh giới như thế nào? Nếu như có thì là gì? Sư phụ: Có bao nhiêu người nằm mơ, bao nhiêu người không nằm mơ, đối với sư phụ không có quan hệ gì. Sư phụ không muốn báo cáo việc sư phụ ngủ. Đây là chuyện cá nhân của sư phụ. Không chừng một lúc quý vị lại kêu sư phụ báo cáo chuyện của sư phụ ăn cơm hoặc đi cầu tiêu nữa. Có nằm mơ hay không nằm mơ, đừng nghĩ tới nó. Không có chuyện gì quan trọng. Muốn ngủ thì ngủ, muốn mơ thì mơ. Vấn: Nếu đã được truyền tâm ấn mà phạm ngũ giới, thì sau khi rời khỏi nhân gian, có còn phải trở lại thế giới này để nhận quả báo không? Nếu không nhận quả báo thì không hợp lý với thuyết nhân quả của nhà Phật. Sư phụ: Có nhận quả báo. Nếu như quý vị không tuân theo lời dạy bảo của sư phụ, cố ý phạm giới, thì lúc đó sư phụ cũng có thể bỏ mặc quý vị. Bởi vì quý vị thích ở cái thế giới này, có hiểu không? Sư phụ nói cho quý vị nghe, có rất nhiều con đường. Có con đường đi lên, có con đường trở lại, có con đường đi xuống địa ngục. Quý vị tự mình lựa chọn con đường mình đi. Sư phụ không thể cưỡng ép quý vị trì giới, cũng không thể cưỡng ép quý vị đi lên. Quý vị có quyền lựa chọn con đường mình đi, không ai có thể ép buộc mình được. Nếu lỡ phạm giới, nhưng thật sự có lòng sám hối thì cũng còn kịp. Sư phụ có thể giúp kéo quý vị lên. Tuy nhiên có khi cũng không dễ như vậy, bởi vì hối hận không kịp. Chúng ta đã đi mất rồi, đã qua đời rồi. Cho nên tốt nhất đừng nên phạm giới. Nếu phạm tội quá nặng thì cần phải trở lại, phải lo trả xong nghiệp chướng của mình. Cho nên sư phụ dạy quý vị lấy đạo đức làm trọng. Giới luật cần phải rõ ràng. Sư phụ không có dạy quý vị sau khi học pháp môn Quán Âm thì muốn làm gì thì làm. Sư phụ dạy quý vị không sát sanh, không ăn cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Không uống rượu bao gồm không hút thuốc, không chích ma túy, không cờ bạc, chứ không phải chỉ không uống rượu mà thôi. Phạm những thứ làm cho linh hồn của chúng ta bị mê lạc, làm tiêu mất trí huệ của chúng ta, ví dụ như đọc những tạp chí đồi trụy và tạp chí có những hình ảnh lõa thể. Những thứ này đều là rượu, hiểu không? Ma túy cũng là rượu, nó có thể phá hoại trí huệ của chúng ta, làm cho chúng ta quên đi trách nhiệm đối với gia đình và tổ quốc. Những thứ này đều là rượu. Cho nên sư phụ kêu quý vị chấm dứt những thứ đó. Nếu như quý vị vẫn không chịu chấm dứt, vậy là xong chuyện của quý vị. Quý vị muốn trở lại luân hồi sanh tử, sư phụ không thể cản quý vị, hiểu không? Tuy sư phụ không muốn bỏ mặc cái duyên đã kết với quý vị, nhưng nếu nghiệp chướng không sạch sẽ, cần phải trở lại cho thật sạch, rửa sạch rồi mới có thể đi lên. Vấn: Nghề nghiệp của tôi là thú y, có thể truyền tâm ấn được không? Sư phụ: Được, thú y là nghề chuyên môn cứu loài vật, có gì là không tốt, tại sao lại không thể truyền tâm ấn? Vấn: Trước khi thành Phật, có phương pháp nào có thể diệt trừ một số bệnh của thân thể không? Sư phụ: Không thể được. Sau khi thành Phật cũng không thể được, huống chi là chưa thành Phật. Phật Thích Ca cũng có bệnh, ngài nhức đầu, đau bụng, thân thể cũng rất khó chịu. Ngoài những thứ bệnh ấy, sư phụ cũng có mấy thứ bệnh nhưng không kể cho quý vị nghe. Bệnh của sư phụ bác sĩ tìm không ra. Họ nói thân thể của sư phụ rất khỏe, không có bệnh gì cả, bởi vì đó là bệnh nghiệp cho nên họ kiếm không ra. Vấn: Tu pháp môn Quán Âm phải ăn chay trường, nhưng khi có bệnh bác sĩ bảo ăn trứng, uống rượu bạch lan địa. Có được không? Sư phụ: Không được, bởi vì dùng thức này chúng ta không có được lợi ích gì.
chúng ta lại còn mang thêm nghiệp chướng nữa, hiểu không? Ngày hôm nay khoa học rất tiến bộ, chúng ta đọc sách sẽ thấy ăn chay có nhiều chất dinh dưỡng hơn ăn thịt. Chẳng hạn như đậu nành chứa 36% chất đạm, thịt bò chứa 25% chất đạm, thịt heo chỉ có 16% chất đạm. Chất đạm trong thịt còn ít hơn chất đạm trong đậu nành. Đậu nành, tức là đậu hũ, thành phần chất đạm trong mì căn cao hơn đến 80%. Bởi vì mì căn làm ra từ tinh bột, không có những tạp chất khác, không còn nước và cặn bã, cho nên chúng ta không thể nói ăn thịt có nhiều chất dinh dưỡng hơn. Điều này không nhất định là như vậy. Vấn: có duyên không có kết hôn, đây là nhân quả gì? Sư phụ: chưa kết hôn thì chờ một thời gian nữa, chứ có gì mà gấp vậy? Giải thoát thì không muốn giải mà lại muốn kết hôn. Giải thoát không gấp, ngược lại kết hôn lại gấp. Chúng ta cần phải đi tìm bản lai diện mục của chúng ta trước. Về sau bất cứ việc gì đối với chúng ta cũng rất thuận tiện. Tất cả đều tự nhiên đến với chúng ta. Chúa Giêsu Kitô có giảng, chúng ta nên tìm thiên quốc bên trong của chúng ta trước, sau đó bất cứ vật gì cũng đều đến với chúng ta. Trong Thánh Kinh có giảng như vậy không? Mọi người đáp, có. Vấn: sau khi sanh em bé, muốn nuôi nấng nó nên người, nhưng vẫn không có gì bảo đảm trong tương lai là nó sẽ nên người. Thưa hỏi có nên sanh không? Sư phụ: quý vị nói nên hay không nên? Tại sao không ai dám nói? Đó là chuyện của quý vị. Quý vị muốn sanh thì sanh, không muốn sanh thì thôi. Sanh con có gì mà không tốt? Tuy nhiên chúng ta cần phải nhìn lại tài chánh của mình. Có thể nuôi nó được bao nhiêu lâu? Nếu không nuôi nổi thì nó sẽ chết đói. Quý vị có nghĩ tới không? Nuôi con trách nhiệm rất nặng, không phải sanh ra ôm ấp là đủ rồi. Về sau mỗi ngày phải săn sóc, ít nhất phải đến 20 năm. Sau khi kết hôn, nhiều lúc cũng còn nhiều vấn đề rắc rối. Có khi vợ chồng đánh nhau, về nhà khóc lóc với mẹ: má ơi, con muốn ly hôn, con không muốn sanh em bé. Sau khi hòa hợp với nhau lại sanh em bé. Con lớn lên lại có vấn đề rắc rối khác. Về nhà mẹ mà lại khóc: má ơi, con của con không chịu nghe lời con. Sau khi lớn lên kết hôn thì không còn tự tại nữa, bị vợ chồng con cái trói buộc. Khi già thì bị con cháu bó buộc, không biết bao giờ mới có thể đạt được một chút tự tại. Tuy nhiên cũng có người thích cái nghiệp chướng dễ thương này. Đây là quyền tự do của quý vị. Sư phụ không thể nói yes, cũng không thể nói no. Quý vị thích làm gì thì làm. Đối với những người đã thọ tâm ấn, trên phương diện này sư phụ có giảng cho họ nghe những đạo lý sâu xa một chút, nhưng ở đây sư phụ không dám nói, cũng không cần thiết. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào sự cần thiết của quý vị. Muốn sanh con thì sanh, không muốn thì thôi. Chỉ dựa vào kinh tế cũng không mấy an toàn. Có thể hôm nay chúng ta có tiền, nhưng vài năm sau bị phá sản thì không còn gì nữa. Cho nên cuộc sống không nhất thiết được ổn định và an toàn. Sư phụ không thể bảo đảm cho quý vị sanh con sau này có nên người không. Vấn: sau khi Phật Thích Ca ra đời, có người đoán rằng nếu Ngài tu hành sẽ được đắc đạo. Trong tự truyện của sư phụ có nói qua, lúc nhỏ cũng có người đoán quẻ, về sau sẽ xuất gia và xuất gia sẽ thành đạo. Nhưng phần đông phàm phu đều tùy theo nghiệp lưu mà chuyển. Cái điểm tựa giải thoát của họ ở đó. Sư phụ, chúng ta ai ai cũng đều có Phật tánh. Không phải chỉ có Phật Thích Ca mà thôi, điều này quý vị đã quên rồi. Tất cả mọi người, ai tu hành cũng đều được khai ngộ, đều được thành Phật. Chúng ta có được quyền tự do lựa chọn một đời giải thoát, nhưng chúng ta không tin ở chính mình. Nếu như tất cả mọi thứ đều cố định, chẳng hạn như mình là ăn mày, hay vận mạng của mình là xuống địa ngục, như vậy chúng ta không cần tu hành làm gì nữa, bởi vì không thể cải biến được gì, vì không có quyền lựa chọn. Sự thật chúng ta cũng có quyền lựa chọn, cho nên Phật Thích Ca sau khi xuất gia, Ngài đã thành Phật. Nếu như Ngài không lựa chọn xuất gia, Ngài đã không thành Phật. Chúng ta không nên dựa vào định mệnh của chính mình. Không có gì là định mệnh, chúng ta có thể cải biến. Nếu không thì chúng ta không cần tu hành nữa, có phải như vậy không?
Phật Thích Ca sau khi sanh ra có thể đi 7 bước, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói, trên trời dưới đất chỉ có một mình ta. Nhưng trong 30 năm đó, Ngài quên mất, chỉ ăn uống vui chơi mà thôi. Sư phụ nói như vậy có người nghe rồi sẽ không thích. Không phải Ngài là một người xấu, nhưng con người sau khi sanh ra có thể bị quên bởi vì vô minh, bị cộng nghiệp của chúng sanh chung quanh mình. Không có phương pháp nào phá dỡ cái công lệ này, cho nên cũng cần phải có một người đã tự tại, ở bên ngoài, dùng sợi dây để kéo chúng ta lên. Nếu như cả hai đều chìm trong dũng lầy, thì không thể nào cứu nhau được. Cũng cùng một hoàn cảnh, Phật Bồ Tát đến thế giới này cần phải có minh sư, vì hiện tại họ đã cộng nghiệp của chúng sanh chung quanh, và chính bản thân họ đã bị mê lạc. Cũng như lúc chiến tranh, một vị đại tướng bị địch bao vây, không phải họ không có khả năng, không phải họ lúc nào cũng bị yếu ớt như vậy. Tuy nhiên có lúc bị lạc vào bẫy của địch, lúc mới tiến vào liền bị công kích bao vây, vô phương kháng cự. Lúc đó cần phải có cứu tinh đến mới có thể cứu họ về, phải vậy không? Cùng một ý như vậy, nếu chúng ta không dùng quyền tự do của mình, chúng ta sẽ không có phương pháp thoát ly khổ ải. Bất luận Phật Bồ Tát, Thượng Đế, Thánh Nhân, Ngọc Hoàng, Thượng Đế, vân vân, chỉ cần xuống cái thế giới này thì liền bị ràng buộc vào cuộc đời ở đây. Tại sao vậy? Bởi vì thế giới trên ấy hoàn toàn khác hẳn thế giới ở đây. Vừa mới xuống thế giới này liền bị buộc chân cột tay. Không hiểu tại sao như vậy. Quý vị đọc những lời miêu tả thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ rõ. Những người ở Tây Phương Tịnh Độ, ngay cả tiếng khổ họ cũng chưa nghe qua, huống chi là chịu khổ. Điều này biểu thị rằng họ không biết khổ là gì, họ không biết quy tắc là gì, không biết ma là gì. Cho nên khi họ đến thế giới của ma này thì không biết phản ứng ra sao. Cho nên càng lúc càng làm sai, càng lúc càng bị mắc trong lưới. Phải có một người cứu họ ra, giải thích rõ ràng cho họ nghe, ở thế giới của ma thì phải làm như thế nào. Trước hết phải bảo vệ chính mình, về sau mới được về nhà. Minh sư là những người bạn tốt của họ, săn sóc họ, chỉ cho họ làm thế nào để sinh sống, cần phải để dành một ít tiền, ý nói công đức, mới có thể trở về. Ở đâu mới có thể mua được vé máy bay rẻ tiền, phải đáp chuyến máy bay nào mới an toàn nhất, vân vân. Minh sư là những người làm công việc đó. Vấn, tu pháp môn Quán Âm sẽ vĩnh viễn không trở lại, vậy đi đâu? Sư phụ, có rất nhiều cảnh giới để đi. Ví dụ quý vị tin Phật giáo có thể đi đến thế giới lưu ly của Đông Phương Dược Sư Phật, hoặc đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, phi tưởng hoặc phi phi tưởng, tha hóa tự tại thiên, vân vân. Có rất nhiều cảnh giới, điều này cần phải coi đẳng cấp tu hành của quý vị đến đâu. Quý vị sẽ đến đó. Ví dụ như hiện tại một người vừa mới thọ tam ấn, chưa có được quả vị của Bồ Tát, chỉ đạt được đẳng cấp của Tu Đà Hàm, thì đã vãng sanh. Họ cần phải trở lại tái sanh một lần nữa, lúc trở lại sẽ gặp minh sư và tu hành tiếp. Nếu như họ chỉ đạt được cảnh giới của thế giới thứ hai, chưa có qua tam giới, thì đã vãng sanh. Họ sẽ lưu lại thế giới thứ hai. Sư phụ đã cất một căn nhà ở đó đợi họ. Lúc thọ tam ấn đã cất xong rồi. Nhà ở trên ấy đều bỏ không, cho dù hoàn toàn đều miễn phí, nhưng rất ít người muốn lên đó ở. Tu hành tốt mới có thể ở những cảnh giới cao, một mặt hưởng thụ cuộc sống vui vẻ của thế giới đó, một mặt khác, sư phụ sẽ dẫn quý vị đến trường học ở nơi đó, học chân lý với sư phụ. Về sau tu từ từ lên, đẳng cấp mỗi lúc một cao, ít nhất phải vượt qua tam giới mới được. Nếu ở cái thế giới này, họ đã vượt qua tam giới như vậy, họ nhất định thành Phật. Ví dụ như nói họ ở nơi này thành Phật, lúc vãng sanh đương nhiên họ sẽ đi đến một nơi rất cao. Phật Bồ Tát có thể đưa họ đến một nơi nào đó để dạy học cho những chúng sanh có duyên với họ. Nếu như họ có duyên với chúng sanh thế giới thứ hai, Phật Bồ Tát sẽ đưa họ đến đó để dạy. Dạng nhất nếu có duyên với thế giới Ta Bà, thì lại đưa họ đến thế giới Ta Bà để dạy. Nhưng khi trở lại không phải chịu đau khổ nhiều, sẽ nhanh chóng gặp được minh sư và sẽ sớm tu thành Phật.
Nếu như tin tưởng Thiên Chúa giáo sẽ đi thiên quốc, có rất nhiều cảnh giới để đi. Quý vị muốn đi đến đâu thì sẽ đi đến đó. Tu pháp môn Quán Âm không nhất thiết sau khi chết sẽ ở với sư phụ. Quý vị tin tưởng có một vị giáo chủ nào đó, có một thế giới nào đẹp hơn thế giới Tây Phương Cực Lạc, sẽ đến đó, không thành vấn đề. Vấn: Phật nói chúng sinh tự độ, tại sao sư phụ có thể đảm nhận nghiệp chướng của đệ tử? Sư phụ: Nếu chúng sanh tự độ, tại sao Phật Thích Ca lại đến thế giới Ta Bà để dạy người làm gì? Có một người đã giết 99 người rồi mới gặp được Phật Thích Ca và theo Phật tu hành. Vậy thì nghiệp chướng sát sanh của người đó để ở đâu? Nếu như Phật Thích Ca không gánh, người đó làm sao tu hành thành A-la-hán? Những nghiệp chướng ấy phải đổ lên người của Phật Thích Ca không? Nghe hiểu không? Chính phủ của chúng ta nói với dân chúng rằng quý vị phải giữ gìn vệ sinh nhà cửa của quý vị, phải tự quét dọn sạch sẽ, săn sóc vệ sinh trong gia đình của mình. Chính phủ không thể nói chúng tôi sẽ giúp quý vị lau nhà, lau kiến, quét dọn sạch sẽ nơi ở của quý vị. Nhưng chính phủ phái những người dọn rác đến, họ là những người chuyên thu thập rác. Họ đem rác để lại một đống, sau đó lại đem đến một nơi nào đó đốt đi. Người thu thập rác đó bây giờ đang ở trước mặt quý vị. Đó là công việc của sư phụ. Không có gì là vinh quang, nhưng có người lại ghen ghét với sư phụ. Thật là đáng ngạc nhiên. Nếu như họ muốn làm người hút rác, sư phụ rất hoan nghênh. Chỉ sợ rằng họ không chịu được mùi hôi của rác mà mỗi ngày lại phải thu dọn rác rưới cho người. Quý vị có thấy một người nào đi hút rác mà kiêu ngạo không? Cái công việc ấy có đáng gì để kiêu ngạo đâu. Họ không ngạo mạn đến phải buộc người khác để cho họ làm. Họ không nói, lại quý vị để cho tôi được hút rác của quý vị đi được không? Có người thích ôm ấp đống rác của mình, không muốn cho người khác hút đi. Những người thu thập rác cũng để cho người ấy tự tại. Quý vị có muốn làm công việc này không? Phật Bồ Tát là những người đi hốt rác, chuyên môn thâu thập nghiệp chướng của chúng sanh. Đó là công việc chính của họ. Chẳng qua chúng ta không nhẫn tâm gọi họ là những người thu thập rác hoặc là những người thu thập nghiệp chướng, cho nên mới phong cho họ cái tên gọi mỹ miều là Phật Thế Tôn. Master Wahonon. Câu này cũng có ý nghĩa là Thế Tôn hoặc danh xưng Bồ Tát Maha Tát, vân vân, đều là những danh từ mỹ miều. Sự thật, chỉ công việc đến thâu thập nghiệp chướng mà thôi, giúp cho chúng sanh rửa sạch những nghiệp chướng khó coi, để cho họ được sạch sẽ. Phật Bồ Tát cũng như cha mẹ vậy. Những em bé vừa mới sinh ra rất yếu ớt, mỗi ngày phải giúp cho nó tắm rửa sạch sẽ, lau chùi, lo việc vệ sinh của nó. Đứa bé sạch sẽ thì người ta mới thích ẵm bồng, những đứa bé rất dơ, không ai muốn bế. Vấn: Có một ngôi chùa, ở gần đó người ta làm trại chăn nuôi. Xin hỏi ngôi chùa đó người ta có cần dọn đi nơi khác không, hay là đừng để ý đến, vẫn cứ ở lại an tâm dạy đạo? Sư phụ, đây nhất định là câu hỏi của người xuất gia phải không? Không cần phải làm gì cả, cứ để như bình thường là tốt rồi, bởi vì tất cả mọi nơi đều là nơi sát sanh. Sư phụ nói cho quý vị biết ở ngay đây cũng là nơi sát sanh. Trong lúc chúng ta thở, chúng ta giết rất nhiều sinh mạng ở trong không khí. Tắm giặt, rửa tay đều là sát sanh. Ở cái thế giới này không có nơi nào là không sát sanh. Những người đã mở huệ nhãn thì không ai muốn ở lại cái thế giới này, vì mỗi ngày đều phải cạnh tranh, tàn sát lẫn nhau. Như vậy mới có thể sinh tồn. Không thích cũng không được, cho nên chúng ta phải tu hành, mau rời khỏi cái thế giới này. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 27 tháng 2 năm 1988 tại Cao Hùng, Formosa.